Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Hương Yên phối hợp với Công an các địa phương vừa phát hiện xử lý một trường hợp đưa tin không đúng sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên các trang mạng xã hội trong những ngày vừa qua, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và hoang mang cho người dân. Bốn trường hợp được phát hiện đều sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng những thông tin thất thiệt với các tài khoản Mỹ Phẩm Tùng Ngân, Lan Anh Dương, U Hui, khu Trường hợp ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hảo, đăng thông tin sai sự thật về lịch trình di chuyển của bệnh nhân F0 ở Quảng Ninh, trường hợp ở xã Tống Trân huyện Phù Cử, đưa thông tin có ca bệnh ở huyện Tiên Lữ hay một trường hợp ở phường Quang Trung, thành phố Hương Yên đang tin những biến chứng của virus COVID-19 và cách chữa trị tại nhà. Công an huyện Tiên Lữ phát hiện tài khoản Bét Hưng Yên đăng tin sai sự thật. Sau khi được nhắc nhở yêu cầu dỡ bỏ các tin trên, các chủ nhân tài khoản Facebook đều nhận ra lỗi vi phạm của mình. Riêng trường hợp ở thị xã Mỹ Hào, cơ quan chức năng xử phạt hành chính 5 triệu đồng.